Xem trực tiếp World Cup 2018 ngày 22 tháng 6 tại đây, Neymar bắn phá Costa Rica, Iceland đối đầu Nigeria, Thụy Sĩ gặp Serbia. Như thường lệ, chúng tôi sẽ cung cấp cho các fan hâm mộ bóng đá các kênh truyền hình phát trực tiếp 3 trận đấu vòng loại World Cup 2018 đêm nay. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ các bạn link xem trực tuyến trên Internet ở phía dưới video này. Các bạn có thể kéo xuống lấy link xem các trận đấu ở ngay phía dưới. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tải các ứng dụng xem World Cup về điện thoại theo hướng dẫn ở phía dưới của chúng tôi. Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp World Cup 2018 tối 22, rạng sáng ngày 23 tháng 6. 19 giờ ngày 22 tháng 6, Brazil đối đầu Costa Rica trên kênh VTV6, HTV Thể thao, HTV1 và HTV4. 22 giờ ngày 22 tháng 6, Nigeria đối đầu Iceland trên kênh VTV6, HTV9, HTV Thể thao, HTV1 và HTV4. 1 giờ ngày 23 tháng 6, Serbia gặp Thụy Sĩ trên kênh VTV6, VTV9, HTV7, HTV Thể thao, HTV1 và HTV4. Ngoài ra, nếu các bạn không xem trực tiếp trên TV thì có thể xem qua Internet bằng các link sau. Chúng tôi đã cung cấp 3 link để xem trực tuyến trên Internet ở ngay phía dưới, bao gồm link xem trực tiếp Brazil gặp Costa Rica 19 giờ ngày 22 tháng 6, link xem trực tiếp Nigeria gặp Iceland 22 giờ ngày 22 tháng 6, xem trực tiếp Serbia gặp Thụy Sĩ 1 giờ sáng ngày 23 tháng 6. Ngoài ra, người dùng cũng có thể cài đặt các ứng dụng trên di động là VTV Go, FPT Play để xem trực tiếp World Cup 2018 trên cả hệ điều hành Android và iOS. Đều có hai ứng dụng này, các bạn có thể tải về từ CH Play hoặc App Store để xem bóng đá. Nhận định sơ bộ về các trận đấu diễn ra ngày 22 tháng 6. Brazil gặp Costa Rica 19 giờ ngày 22 tháng 6. Theo các chuyên gia, kết quả tỷ số trận Brazil và Costa Rica sẽ nghiêng phần thắng về phía những vũ công Samba. Trong quá khứ, Brazil đều tỏ ra vượt trội về lịch sử đối đầu. Ở World Cup 2018, Brazil được đánh giá cao hơn, tuy nhiên họ lại có sự khởi đầu không được như ý muốn. Dù có bàn thắng dẫn trước Thụy Sĩ, nhưng sau đó vẫn để đối thủ gỡ hòa. Nếu không muốn lâm vào thế khó ở lượt trận cuối, Brazil buộc phải giành chiến thắng trước Costa Rica. Đoàn quân của huấn luyện viên Tite đang rất mong muốn giải quyết Costa Rica một cách gọn gẽ để hướng tới một suất vượt qua vòng bảng. Với Costa Rica, họ đã có trận mở màn không đến nỗi tệ trước Serbia. Tuy nhiên, một chút đen đủi khiến đội bóng này không thể có điểm trong ngày ra quân. Và thế bị dồn vào chân tường, Costa Rica buộc phải quyết tâm giành chiến thắng trước Brazil. Đây là cơ sở để người ta tin vào một trận đấu rất hay và hấp dẫn. Tỷ số trận đấu cũng có thể sẽ là một con số phóng khoáng, dự đoán tỷ số 2-0 cho Brazil. Nigeria gặp Iceland 22 giờ ngày 22 tháng 6. Bước vào trận đấu này, Nigeria bắt buộc phải thắng. Trong khi đó, Iceland cũng không cần quá một trận hòa để có hy vọng đi tiếp. Nói về lực lượng, Nigeria giỏi thủ hơn là công. Nhưng khi họ đã thua Croatia và sẽ còn phải gặp Argentina, Moses và các đồng đội chắc chắn muốn một chiến thắng, nếu không họ sẽ sớm bị loại tại vòng loại thứ hai. Trong khi đó, Iceland cũng không ghi bàn giỏi như cách họ phòng ngự. Và khi họ đã từng đánh bại Croatia để đứng đầu lại World Cup, họ sẽ chẳng sợ đối thủ đến từ từng châu lục. John Obi Mikel vẫn đang đóng vai trò số 10 lạ lẫm trong màu áo Nigeria, nhưng trước mặt họ là một Iceland đầy chắc chắn, điều đã được chứng minh ở Euro 2016. Iaho, Moses và Iwobi sẽ phải chứng minh rất nhiều nếu đại diện châu Phi nhắm tới một chiến thắng. Nigeria chắc chắn sẽ muốn tấn công, một kết quả hòa sẽ khiến họ phải trả giá. Trong khi đó, Iceland không cần quá nhiều ngoài một trận hòa, sau khi họ đã cầm chân thành công đối với Argentina. Do đó, nhiều khả năng đại diện châu Phi sẽ gặp bất lợi với Iceland. Dự đoán tỷ số, Nigeria 0, Iceland 1. Serbia gặp Thụy Sĩ 1 giờ ngày 23 tháng 6. Sau khởi đầu vô cùng thuận lợi, ở lượt đấu thứ hai của bảng F, Thụy Sĩ và Serbia sẽ gặp nhau. Với màn trình diễn khá ấn tượng trước Brazil, Thụy Sĩ là những người được đánh giá cao hơn. Dù vậy, Serbia với hàng tiền vệ vô cùng chất lượng cũng hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ. Ở lượt thi đấu đầu tiên,
Thụy Sĩ thi đấu vô cùng chắc chắn để có được một điểm trước đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất ở bảng đấu này, Brazil. Dù để cho đại diện đến từ Nam Mỹ dẫn trước ngay từ phút thứ 20 của trận đấu, trong một phút xuất thần của Coutinho, nhưng Thụy Sĩ vẫn rất bình tĩnh, đảm bảo sự chắc chắn trên phần sân nhà. Và đến phút thứ 50, Shaqiri có đường kiến tạo cho Zuber gỡ hòa tỷ số. Ở trận đấu diễn ra trước đó ít giờ, Serbi dù đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ của Costa Rica, cũng như trước tài năng của thủ thành Keylor Navas. Tuy nhiên chỉ cần một tình huống đá phạt từ khoảng cách gần 30m, Kolarov đã thực hiện vô cùng hiểm hóc để đánh bại thủ thành của Real Madrid, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Dù để hòa Thụy Sĩ trong ngày ra quân, chắc chắn Brazil vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu ở bảng đấu này. Vì vậy, tấm vé còn lại, nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai đội tuyển Serbi và Thụy Sĩ. Thế nên đội thắng trong cuộc đối đầu hôm nay sẽ có cơ hội đi tiếp rất lớn. Dự đoán tỷ số hòa một đều. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Kết quả Pháp gặp Peru World Cup 2018, siêu sao 19 tuổi định đoạt trận đấu. Sức mạnh của đội tuyển Pháp được thể hiện rất rõ trong cuộc đối đầu với Peru. Với tâm thế của một ứng cử viên vô địch, đội tuyển Pháp đặt quyết tâm rất cao trong cuộc chiến với Peru. Tuy nhiên không vì thế mà đoàn quân của huấn luyện viên Deschamps đá nhanh ngay từ đầu. Trong ít phút đầu tiên, Peru là đội nhập cuộc đầy hứng khởi. Nhưng thời gian sau đó chứng kiến đội tuyển Pháp thị uy sức mạnh một cách hết sức khủng khiếp. Liên tiếp những pha hãm thành khiến khung thành của Peru chao đảo dữ dội. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Vào phút 34, Giroud tung cú đập chân hậu vệ Peru bay qua đầu thủ môn. Mbappe tận dụng cơ hội tuyệt vời để băng vào mở tỷ số. Với bàn thắng vào lưới đội tuyển Peru, Mbappe không chỉ đi vào lịch sử đội tuyển Pháp, mà còn giúp đội nhà giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018. Không có điểm ngày ra quân, đội tuyển Peru buộc phải giành điểm trước đội tuyển Pháp mới mở ra hy vọng giành vé vào vòng 1/8. Bởi tính chất quyết định, Peru nhập cuộc với quyết tâm cao và tạo thế áp đảo. Tuy nhiên sau 10 phút, đội tuyển Pháp đã dần ổn định đội hình và giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Liên tục có những pha tấn công được tạo ra trong vòng cấm đối phương, thế nhưng tất cả đều chỉ là cơ hội. Cho đến phút 34, xuất phát từ đường truyền của Pogba, Giroud thoát xuống bấm bóng qua đầu thủ môn Peru, việc còn lại là quá dễ dàng với Mbappe mở tỷ số cho đội tuyển Pháp. Bị thủng lưới, đội tuyển Peru buộc phải tràn lên tấn công nếu như không muốn về nước sớm. Thế nhưng Peru đối mặt với hàng thủ vững chãi của đội tuyển Pháp, họ buộc phải tìm kiếm cơ hội bằng những cú dứt điểm từ xa. Trong hiệp 2, Peru tung ra rất nhiều pha dứt điểm. Thủ thành Lloris đã không ít lần bắt bóng cứu nguy cho đội tuyển Pháp. Chưa dừng lại ở đó, may mắn cũng mỉm cười với đội tuyển Pháp khi được khung thành cứu thua. Đó là pha dứt điểm của Aquino của Peru ở phút 50, bóng đi đập góc chữ A khung thành đội tuyển Pháp đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian còn lại, đội tuyển Pháp chủ động chơi phòng ngự. Họ đã thành công trong việc bảo vệ thành quả của mình. Với chiến thắng 1-0 này, đội tuyển Úc chính thức giành vé vào sớm vòng 1/8 với 6 điểm. Trong khi đó, Peru cũng chính thức bị loại với 0 điểm sau 2 lượt trận. Với cá nhân Mbappe, bàn thắng trên giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội tuyển Pháp ghi bàn trong một kỳ World Cup, 19 tuổi và 183 ngày. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Croatia tuyên bố bá đạo khiến Argentina và Messi phát hoảng tại World Cup 2018. Huấn luyện viên trưởng Croatia Zlatko Dalic đã làm nóng trước màn đọ sức vũ khúc tango bằng tuyên bố nghe phát hoảng. Đấu Argentina là trận đấu dễ nhất của ông và học trò. Argentina gặp Croatia, trận đấu ở lượt thứ hai bảng D diễn ra vào lúc 1 giờ đêm nay 22 tháng 6 giờ Việt Nam, được thuyền trưởng Croatia Zlatko Dalic làm nóng lên bởi tuyên bố bá đạo, chấn áp tinh thần lên đối thủ, nhất là khi Messi và Argentina ra quân tệ hại. Hiện Croatia đang có 3 điểm, còn Argentina mới có 1 điểm. Huấn luyện viên Dalic tuyên bố,
đấu Argentina là trận đấu dễ nhất của ông và các học trò. Hãy nghe nhà cầm quân này lập luận vì sao trận đấu với Argentina là trận dễ nhất của Croatia. Tôi không nói Argentina là đối thủ dễ nhất. Tôi nói gặp Argentina là trận đấu dễ nhất của chúng tôi. Croatia không có gì để mất. Theo tuyển trưởng Dalic, chính việc số đông đều chọn Argentina không tin Croatia thắng khiến ông và học trò hầu như không gặp sức ép nào. Chúng tôi có 3 điểm trong túi. Chúng tôi sẽ đối đầu với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vì thế tôi nói với cầu thủ, hãy cứ thưởng thức trận đấu. Ở trận ra quân, Croatia thắng Nigeria 2-0, còn Argentina hòa Iceland 1-1. Croatia sở hữu đội hình với hai cái tên sáng giá nhất là Rakitic của Barcelona và Luka Modric của Real Madrid, nhưng rõ ràng là nằm ở chiếu dưới trong cuộc đối đầu với Argentina. Trong trận đấu cần phải thắng và bị đối thủ tạo thêm sức ép, Messi và Argentina liệu có chứng tỏ được bản lĩnh của ông lớn để là chính mình? Câu trả lời sẽ có vào đêm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các video.